khu này nè, cái khu trồng chuồng của mình gì nè, là cho dù mưa đầu mùa hay là gió độc hay là gì tất cả cũng không sợ cho người. Để che đủ sống này với ba cái vỏ à, câu đủ để giờ nó ăn. Cái đủ này người ta ăn được rồi, người ta ăn không được rồi, nó hư rồi. Bây giờ mình đem cho gà ăn thôi. Gà ăn thì nó quá ok luôn rồi. Để mình coi làm sao mà nó ăn được cây đủ tươi luôn rồi. Ăn như thế nào mới được cây đủ tươi này. Mình mời mọi người nha. Cắt xong rồi mua. Bữa mình cắt nhỏ nhỏ ra. Đủ tươi nha mọi người. Đủ tươi, đủ sống. Cắt cho vàng gà, gà thịt ăn cũng rồi, cũng bỏ cũng lại mấy cái vỏ của mấy đủ mỏ vịt này ăn rồi mình gọt ra đó, còn mình lấy cho gà ăn. Chứ không có gì cao siêu hết, mình chỉ nhỏ 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 ra đi. Cái này chắc gom gom thôi, có 700-800 gram ký gì gom vỏ luôn. Còn trái nãy nửa ký luôn. Giờ mình chọn luôn, mình chọn đổ nước cho mình chọn luôn, bự cắt nó nhỏ nhỏ chút luôn để nó ăn được mất cổ. Nói chung mình có máy ép, có máy xay là ok nhất, để ra xay ép nhỏ gà nó ăn hết dễ dàng ha. Mình nấu ít cũng có nó nhỏ như nào nuôi mình coi, lấy cái kéo mình cắt luôn. Thế thường người ta nuôi nhiều người ta ép thôi, lấy máy ta ép được rồi. Mình đổ nước vô rồi mình trộn lên nhau rồi. Để mình dính là nó ăn. Cái rũ thì mọi người là ít thì biết rồi, đủ chín đủ sống gì hay là lá gì rễ hạt đều tốt hết luôn rồi, đều giúp ích cho sức khỏe, đều là cho hành cây chuyện. Nói chung là toàn bộ heo đủ là rất nhiều giá trị ai mà ai cũng biết chăng. Giờ mình chỉ chuyện trộn cho nó ăn như thế nào, trộn cho nó ăn cho mọi người thấy thôi. Hạt là chữa bệnh nè, còn trái đu đủ tươi này cũng như gan như thôi, cũng chỉ bệnh này bệnh kia bệnh nọ. Mà mọi người mình có làm cái clip đó rồi, nhiều cái clip lúc trước á, nếu là mọi người có thể coi lại chắc có mấy tháng trước á, tháng trước 4-5 tháng trước á có làm mấy cái clip đó về, nói về những cái lợi ích của những cái loài đủ rồi. Xong rồi đó mọi người, giờ mình cho gà ăn thôi. Mình dùng cho gà ăn thôi. Nó chờ ăn luôn, chờ ăn. Cho nó ăn được, nó không ăn được. Dính một chút nước với nước dính. Càng lớn thì càng nó ăn nhiều nè, ăn rồi nó uống nước mới ấy mà tươi, ăn tươi cũng sống rồi nó ăn được cái gì nó quý. Một số loại đập nó ăn không biết, cũng không biết.
con như vậy. Này là nó ra mồi vườn nó mổ ăn rồi, mình thấy rồi mổ không hết đâu rồi, mình mới chỉ ra là mình cắt nhỏ ra cho nó ăn dễ dàng hơn. Thôi giờ nè mọi người cứ cho nó ăn vậy đi, thoải mái rồi nó ăn đầy đủ hết rồi. Không gần phải thấy mưa không rồi, có vài cơn mưa đầu mùa đó không rồi, vài cơn mưa đầu mùa xuất hiện. Mọi người thấy ông nuôi gà trong cái khu này mà, cái khu này nè, cái khu chuồng chuồng của mình gì nè, là cho dù mưa đầu mùa hay là gió độc hay là gì tất cả cũng không sợ cho mọi người. Hay là mọi người bận đi đâu, đi đám tiệc hay là đi làm gì đó vẫn nuôi được trong khu này, vẫn nuôi được trong khu này, thấy không, là nó vẫn ở trong khu này, nó ăn uống trong khu này, thậm chí mọi người đi đâu một ngày cũng được, mình bỏ ăn buổi sáng như này, mình bỏ nhiều thức ăn lên và nước nhiều lên thì sẽ buổi sau là mình mới về cũng được, mình chỉ cho ăn cũng được, không thành nó về mà mình không sao chứ, có biết mà mình cho nó ăn đỡ nhiều, ăn thêm cho nó ăn để nó qua ngày sau còn còn no mà à. Cho nên nuôi gà trong những cái khu này, gà ta thả vườn trong những cái khu này thì ok hơn, cho dù mưa gió gì mà cũng không sợ. Anh em nào sợ mưa gió chứ mưa đầu mùa hay là gió đầu mùa gió độc rồi đó, khó sợ chứ mình không muốn sợ. Nuôi số lượng nhỏ này nè, khi mà có cua ở ngoài á, mùi cua ngoài săn ngoài á thì mình sẽ nhốt cái trong đây, nó ăn trong đây, nó uống trong đây, đi đâu cũng vậy, mình cho nó ăn uống đây hết. Khi nào giờ nào mà nắng lên á thì mình thả nó ra, mưa đầu mùa là chúng tôi là bệnh thiệt đó mọi người. Anh em mà không có phòng vaccine không có gì hết trơn bệnh á, mưa đầu mùa. Còn nếu mà bình thường thì khi mà mưa dài đám xuống thì nó đã thấm đất, đất nó lên hơi hết trơn, mình thả cho thoải mái lắm, dù dậm xịn dậm định cũng không sao chứ. Nhưng mà những cái cơn mưa đầu mùa là về những cái cơn gió đầu mùa là những gió độc. À, cho nên mà muốn ăn rồi mới cho nó nuôi theo kiểu này, anh em tự nghe nghe nuôi theo kiểu này, nuôi theo kiểu khi những khu gì nè, nuôi cho nó những cái chuồng gì là luôn, mình rảnh thì mình thả nó ra ngoài, trời nắng đẹp mình thả ra ngoài, trời nắng tốt mình thả ra ngoài, còn trời mưa đầu mùa hay gió đầu mùa gió độc gì đó mình che chắn lại hết, mình cho nó ăn trong đây luôn, trực tiếp đây luôn, cho nó ăn, vừa ăn nè vừa uống ở đây, mọi người dễ dàng, dễ dàng. À, an toàn hơn, nuôi an toàn hơn tại vì nuôi ít mà, cái lượng nhỏ lẻ ít thì vốn ít nữa thì nuôi cách này thì nó mới an toàn thôi, chứ mọi người mà nuôi kiểu kia nuôi số lượng nhiều thì mọi người bắt buộc phải thả ra, rồi không thả ra nó cắn nha, trong khu này thì nó không cắn nè, khu này nó bọ mà hết không yên, không nó không có cắn. Còn mà nuôi nhiều hơn nữa, mấy trăm con, năm sáu trăm con, ngàn con á, mà trong những cái khu chuồng á là sáng sớm rồi mọi người phải xuống sớm rồi thả ra giường hết, ví dụ mưa gió gì mình cũng thả hết đó, cho nên anh em phải sợ là gió độc như thế, mưa độc như thế, chứ mình nuôi kiểu này là ví dụ mưa gió độc luôn mình vẫn cho nó ở đây mang luôn. Còn mình mua số lượng nhiều lớn cái khu cái diện tích mà không đủ á, mình như vậy đó, nó ví dụ 10-15 con cũng chưa cho nó ăn trong cái khu này nè, là nó cắn nhau độc rồi chết. Mà nó chết rồi nó sẽ bệnh nhà mình đi cái mua rồi đi à, còn mùa mưa ha, mùa gió độc ha, như là bệnh nó mình cúm này, mình dịch tả này, mình tụ trùng nó xảy ra liên miên chứ, cho nên mình nuôi trong những cái khu này là an toàn nhất, còn có sinh xong rồi nuôi trong cái khu này là an toàn nhất. Thế nó ăn không, ăn khỏe mạnh, ăn trong những khu này thì còn rất là rộng luôn, rất là rộng, nuôi có 100 con trong khu này cơ, 30 mét vuông à thì nó quá trời rộng rồi. À, mà một cái này chia làm hai nuôi vẫn được nha, chia làm hai vậy nè, cái 20 mét vuông là nuôi vẫn được trong con này, mình nuôi được hai mẻ rồi, cách mình nuôi vậy. Anh em ta nghe, cần phải nghiệp chú ý cái phần mình nuôi để gì tránh mình nuôi gà an toàn, tránh trường hợp mà mưa đầu mùa hay là gió độc đầu mùa, có những cơn gió ảnh hưởng tới gà, những cơn mưa ảnh hưởng rất là nhiều đến gà. Khi mà nuôi kiểu này là an toàn, dễ dàng cho mình, đi đâu cũng được, làm gì cũng được chứ.
chỉ cần cho nó uống nước, nhiều nước vô, cho nhiều máy ăn vô và đợi như buổi sau về ok một phần. Nhớ khóa cửa lên rồi, khóa cửa lại là nó chọn nó vô pin hết rồi, khóa cửa còn không an toàn nữa. Rồi phải có người ở nhà, có người ở nhà, chứ có người ở nhà là nó kinh hết à, kinh với anh em hết à, ăn hết luôn. Nên mọi người nhớ chú ý nuôi gà, nếu mà cho nó gà nó an toàn thì phải nuôi theo kiểu này, an toàn cái mùa mưa, mùa gió độc thì phải nuôi gà kiểu này. Nếu mà mọi người không nuôi gà kiểu này ha, hồi sáng mọi người thả gà cho dù nó mưa hay không mình cũng phải thả, tóc buông mình thả, mà ở đó mà động nước động dũng mà mưa đầu mùa này gà ngoài nó uống nè, gà ngoài đi thịnh nổ lên nè, nó làm cho gà mình dơ nữa, dơ là mất thẩm mỹ của con gà, không cần bệnh gì chứ dơ thôi là cũng mất thẩm mỹ đó. Giờ còn xui xui thì chúng mình thủ trùng bệnh cúm gia cầm hay bệnh tả là có như đi nguyên đàn rồi. À, còn anh em mình nuôi số lượng nhiều á thì mình phải dọn trống hết, đào rãnh nước hết cho nó thoát nước, mua xuống là thoát nước liền. Thì là mình để những cái đống cát, những cái bụi cát lên cho nó cao lên thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ giúp cho con gà thoải mái khi mà đi ra giường. Bắt buộc thả là phải đi ra giường, còn không thả mình nuôi trong đây gian mình nuôi trong khu này là ok nhất luôn, dễ dàng giúp mình. Không có mất thời gian của mọi người, không có gì chứ. Lông lá gà cũng đẹp lắm, lông lá gà cũng rất là đẹp. Chỉ có một số con nó bị này kia quá, bị lá thôi, ok hết rồi. Đó, đây là anh em cố gắng nuôi là mình theo cái kiểu nhỏ lẻ bây giờ và nhiều khu, nhiều phân khu nó sẽ ok hơn, nó sẽ tốt hơn, đỡ mình mất công, nó mất cái vốn rồi. Nuôi nhỏ lẻ thì mình quỹ bài này mình còn bị khác, cái sự lớn tập trung một lớn một tổ thì nhất định sẽ bị bệnh, quản lý không tốt nữa sẽ bị càng nhiều và nó rỉ cái bài là cỡ như mất trắng mà đi dương luôn, đi dương kiếp việc rồi. Xa quê sao video mình kết thúc, mọi người chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công ngày, nếu có ủng hộ mình để mình ra những video mới hay hơn, hút hơn người chăn nuôi về đặc biệt nuôi gà nghe mọi người.